Hello cả nhà. Hello cả nhà. Chào hello cả nhà. Hương Nguyễn, Thanh Nguyễn, Mộng Tiền. Mộng Huyền. Mộng Huyền. Mộng Dừa. Mộng Dừa. Mộng Dừa. Mộng Dừa. Nguyễn Thanh Nguyễn. Alo. Alo. À. Alo chị nghe. Hello hai người. Làm sao em? Xem nha. Làm sao? Thanh đang ngồi với chị nè. Ok ok, khoảng 40 phút nữa chị gọi lại nha, tại chị đang live á. 5.000 người đang chị đang live rồi. Trực tiếp á. Thì khoảng 40 phút nữa được không? Ok nha. Rồi, 40 phút ha. Giờ tại chị đang live trực tiếp á. Rồi rồi, ok ok. Rồi 6.000 người đang xem mà. Chia sẻ chị nha. Em đó kêu là lên cái mẫu mùi thơm nhất. Lên mấy cái mẫu mùi thơm nhất. Rồi, hello, chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay là coi như là ngày hôm nay nữa là Hương Nguyễn live nha. Ở Việt Nam nữa là Hương Nguyễn phải bay về Mỹ rồi. Thì cũng sẽ bắt đầu live ở Mỹ, cũng sẽ bắt đầu live vào ngày thứ 2 6 giờ giờ miền Nam Cali. Từ thứ hai cho đến từ chủ nhật cho đến thứ hai đó, bé Thanh thì live chủ nhật, bé Thanh live chủ nhật, còn Nguyễn live thứ hai cho tới thứ năm, thứ sáu, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chào anh Thomas. Anh Nguyễn nói là rồi. Em ra về Mỹ rồi, muốn gặp em một lần ở Việt Nam nữa nè. Ai? Anh Nguyễn Dũng. Anh Nguyễn Dũng. Nguyễn Dũng. Anh nhà thiết kế Nguyễn Dũng. Anh nhà thiết kế Nguyễn Dũng ơi, ngày hôm nay em dẫn gia đình em đi đi chơi, đi Thủy Châu chơi xong rồi á, là em bay rồi cho nên em không có đi ra ngoài Sài Gòn nữa. Hẹn anh lần sau nha. Rồi. Hello, em chào chị Bùi Thị Thu Thủy nha. Em chào anh Tommy Lê. Em chào anh Phùng Ngọc Huy nha. Trời. Ủa Phùng Ngọc Huy ơi, chủ nhật này chị bay rồi mà sao chị đâu có thấy ai gửi gì qua đâu Huy. Chị chưa thấy à, tại gửi mấy cái phù hiệu áo gì đó chị đâu có thấy ai gửi qua đâu Huy. Kêu người ta gửi qua rồi, ngày hôm nay là nhà mình đi hết luôn. Ngày hôm nay là nhà chị đi Thủy Châu hết luôn á, chỉ có ngày mai nữa thôi. Còn ngày mai nữa thôi, Huy kêu ngày mai người ta gửi nha Huy nha. Tại chị like xong cái này là chị sẽ đi hết nguyên nhà luôn á. Kêu ngày mai đem nha em, tại vì sáng chủ nhật chị bay rồi. Gặp anh Huy là nhớ tới bánh ăn là ghiền. Em chào cả nhà nha. Anh Nguyễn Dũng nói là chào bé Thanh tươi rối rối. Dạ em chào anh Nguyễn Dũng nha. Hello 9.000 người đang xem nha. Hương Nguyễn, Thanh Nguyễn, Mộng Huyền. Mộng Huyền, xin chào Mộng cả nhà. Mộng Huyền, Mộng Huyền chứ không phải Mộng Dừa nha. Để Hương Nguyễn kêu Mộng Dừa ghét là chết danh Mộng Dừa luôn ha. Hôm nay Thanh Nguyễn Ủa? Rồi mình quên bấm rồi. Quên bấm kia rồi. Ngược rồi, mình quên bấm rồi. Vậy thôi mai đi. Mai đi sẽ có cái số phone nha. Số phone ở Mỹ là 71. Đưa ngày mai á em ơi, tại bây giờ chị like xong là nguyên gia đình chị sẽ đi Thủy Châu hết luôn, không có ai ở nhà hết trơn á. Đưa ngày mai nha, ngày mai em đưa giờ nào cũng được hết á. Ngày mai em đưa giờ nào cũng được hết nha Huy nha. Số phone ở Mỹ là 714-588-9989. Rồi ngược vậy đưa lên. Rồi, số phone ở Việt Nam là 0983-556-669 nha cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà muốn lựa chọn cái mẫu nào, muốn lên live mẫu nào thì nói Thanh Nguyễn và chị Hương Nguyễn với em Mộng Huyền sẽ lên mẫu cho cả nhà xem nha. Em chào chị Hương Lê nha. Nè chị Dung Ngô cho xem mình nè. Em chào chị Dung Ngô. Ghét ba chị em Hương quá đi. Anh Nguyễn Dũng. Chút nữa Hương Nguyễn sẽ giới thiệu
gia phả nhà Hương nha cả nhà mình nha. Bốn chị em gái Hương Nguyễn với lại mẹ của Hương Nguyễn là năm dịch con và một dịch mẹ, giống như Ngũ Long công chúa hả? Ngũ Long công chúa, năm dịch con và một dịch mẹ. Hôm nay là chị Hương like, hôm nay nữa là mai mốt chị Hương bay rồi nha cả nhà. Cả nhà muốn chốt chuỗi hay là vòng hay là cái gì á thì nói Hương Nguyễn và chị. Thì Hương Nguyễn không like nữa thì cũng có Thanh Nguyễn với lại Mộng Dừa like mà. Dạ. Anh Huy chưa lên màn hình, bấm lại chỉnh cho hết ngược được à? Dạ. Tao đâu biết bấm đâu luôn. Nhưng mà bấm từ đầu thì chị bấm được chứ giờ đâu biết bấm. À vô kìa, vô kìa. Đâu được rồi. Rồi, đợi em tí. Rồi. Ok. Ok. Rồi em cảm ơn Huy. Ủa vẫn chưa được mà. Được, à, được rồi. Đó. Cả nhà ơi, số điện thoại ở Mỹ là 714-588-9989 nha. Số của chị Hương. Và số ở Việt Nam, số của Thanh là 0983-556669 nha cả nhà. Chỉ có hai số phone duy nhất để chốt đơn hàng nha. Tại vì giờ có nhiều trang giả mạo lấy cái like của bên công ty chồng Hương Nguyễn và hình ảnh, tất cả hình ảnh ở bên công ty chồng Hương Nguyễn rồi. Họ like lại rồi họ giả mạo trang rồi bán hàng, nhưng mà khi mà chuyển tiền rồi họ không có chuyển hàng cho khách nha. Hello anh Nicolas Nguyễn nha. Em chào anh Nicolas Nguyễn nha. Chào anh Nicolas. Anh Nicolas. Cả nhà mình ơi, chỉ có hai số phone duy nhất là 714-588-9989 là số phone cell phone của Hương Nguyễn. À, và số phone thứ hai ở Việt Nam là của Thanh Nguyễn. Là 0983-556669 nha cả nhà. Nè, đưa số phone là phải đưa thẳng ra vậy luôn. Đúng rồi, người ta mới nhìn thấy. Đó, chứ còn mà đưa số phone mà đưa. Ủa sao cái này mình không có để ở phía sau để thấy được hả? Hai người mới thấy được hả? Đúng rồi. Rồi, chào 19.000 người đang xem nha. Anh Mỹ Dũng á. Chào anh luôn. Phạm Thế Hổ. Trời, lâu quá không có gặp anh ha. Lần bé sau về là tặng mọi người một lần bài sau đi. Về gặp nhau anh ơi. Lâu lắm rồi, chắc cũng cỡ mười mấy năm rồi đó. Không có gặp anh Hiển nha. Anh kêu hát tặng mọi người một bài đi. Ai kêu hát? Anh Dũng. Chào chị Thu Trần. Trời ơi, sao mà hát được anh ơi. À, Huy nhớ là ngày mai kêu đem qua cho chị nha, đem giờ nào cũng được hết đó. Ngày mai á, ngày mai là bên đây là thứ bảy á, đem qua giờ nào cũng được. Tại sáng chủ nhật chị bay rồi. Chị Hương bay rồi. Hello cả nhà. Hello, rồi hồi nãy nhà. Cái chị cách nào ở Canada phải không? À. Chị nói là lên cái mẫu nào mà lên cái mẫu 6 ly, 6 ly mà kêu mà thơm. Là mà thơm mà vip. Tự nhiên hàng vip là giờ mình cũng hết cái hàng vip ở tại Việt Nam rồi. Không, chị... không phải hàng VIP mà mình có cái hàng chung chung được không? Ờ, thì hàng chung cũng được. Hàng gần gần như hàng chung cũng được. Gần gần như hàng chung cũng được. Rồi, rồi có thêm một người khách nữa là cũng có yêu cầu lên một cái 12 ly VIP. Hàng VIP. Dạ, và Hương Nguyễn nhắc lại là như thế này, giống như là chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi. Nếu quý vị nào chốt thì Hương Nguyễn sẽ đem về Mỹ và ship cho quý vị là vẫn miễn phí ship nha. À, nhưng bắt đầu từ ngày chủ nhật là bé Thanh tuần mỗi tuần bé Thanh sẽ live vào ngày 6 giờ tối giờ miền Nam Cali chủ nhật, thì là nếu mà ai chốt thì vẫn cộng cái tiền phí ship vô là 60 đô. Và phải đợi từ Việt Nam ship qua một tuần lễ. Tại vì quý vị biết không, cái gì nó cũng sẽ có một cái trao đổi là như thế này. Khi mình mua sản phẩm ở Việt Nam với cái chất lượng trầm, cũng là chất lượng trầm này nhưng mà ở Việt Nam thì cái giá nó sẽ thấp hơn. Ở bên Mỹ thì cũng chất lượng trầm này nhưng mà cái giá nó sẽ nhỉnh hơn, cao hơn. Nhưng mà mình mua ở bên Mỹ tiện được cái là 3 ngày mình nhận được. Còn nếu như mình mua Việt Nam được cái giá thấp hơn, tốt hơn, nhưng mà mình phải đợi cả tuần lễ ship qua Mỹ, tuần lễ xong rồi mình từ Mỹ ship cho đến tay khách hàng là khoảng 10 ngày. Nói chung là sẽ chậm hơn một chút, nhưng mà chắc chắn một điều là khi mình mua ở Việt Nam thì
lúc nào cũng sẽ được luôn luôn cái giá ưu đãi hơn, có nghĩa là cái giá nó sẽ thấp hơn, vì là khi mà qua Mỹ thì nó rất là nhiều thứ nữa, cho nên là khi mình mua ở Việt Nam thì cái giá nó sẽ tốt hơn, nhưng mà mình đợi nó hơi lâu. Mà có nhiều người mua là muốn mua liền, giống như mua xong người ta nôn á, người ta mới gieo tiền, mới chuyển tiền xong là chị ơi ship liền cho ship em gửi check in. Dạ đó, cho nên là nếu mà người nào mà không nôn nóng á thì chốt ở Việt Nam đi để đợi 10 ngày thì mình sẽ nhận được 10 ngày, hoặc là nói chung là chắc chắn nhất là phải 2 tuần. Chắc chắn nhất là 2 tuần chứ mình không có hẹn 10 ngày. Có nghĩa là có thể sớm hơn 2 tuần nhưng mà mình hẹn 2 tuần. Để chứ để mà mình hẹn 10 ngày cái là 10 ngày không đến tay khách hàng cái là người ta cầm lên, cho nên là mình phải hẹn dư ra. Đó, thì nếu mình mua ở Việt Nam ship qua, mua trong ngày hôm nay nữa, chỉ còn có ngày hôm nay live nữa thôi à. Thì nếu mà mua trong ngày hôm nay thì Hương Nguyễn sẽ xách qua cho, đem qua cho quý vị, thì mình sẽ không tốn tiền phí ship là 60 đô. Và sau đó mỗi ngày chủ nhật bé Thanh live vào 6 giờ giờ miền Nam Cali. Thì nếu mà mình chốt ở Việt Nam, chốt cái live ở Việt Nam nhưng mà mình trả tiền ở bên Mỹ, ship qua Mỹ thì phải mất 2 tuần nha quý vị nha. Và mình cộng 60 đô tiền phí ship. Và cái nữa là dù cho mình có cộng 60 đô tiền phí ship vào thì cái giá Việt Nam nó vẫn thấp hơn cái giá bên Mỹ một chút nha quý vị nha. Vẫn thấp hơn chút. Và cũng có tùy theo loại hàng nha. Có nhiều loại hàng là ở Mỹ có nhưng Việt Nam không có. Và có nhiều loại hàng là ở Việt Nam có nhưng ở Mỹ không có. Vì là mỗi cái thân cây gió nó sẽ tạo trầm khác nhau hết, nó không có giống nhau, cho nên là mỗi cái phôi trầm tùy theo cái phôi trầm. Nhưng mà không phải nói chứ, những cái hàng độc, những cái hàng VIP á, là chọn qua bên Mỹ nhiều hơn. Chọn qua bên Mỹ nhiều hơn, tại vì bên Mỹ là giống như là sẽ có nhiều khách hàng lựa chọn và nhiều đại lý lấy hàng. Còn ở Việt Nam thì nói chung là ở Mỹ hàng giả cũng tràn lan, nhưng mà ở Việt Nam hàng giả tràn lan còn ghê hơn nữa. Người bán giấy số, bán dừa cũng đeo trầm được mà quý vị, cho nên là thật sự là ở Việt Nam là bán là 99% nó là thân cây gió bầu, nó tẩm mùi, nó xông mùi và nó nấu dầu và nó ép làm dạng như hàng sánh chìm, sánh ghép, hàng phủ keo, hàng nhuộm màu. Chứ còn mà hàng zin 100% thì rất là ít, chỉ có người biết chơi thôi. Chị dạ, tâm mì lê. Chào Tam ca. Tam ca áo vú là gì vú? Chào Phương Lê. Tam ca áo vú là gì vú? À Tuyết Phương Lê, Tuyết Phương. À, chị ha, nhớ là hai cái hạt VIP 10 ly nha. Có, bây có giờ hàng VIP mà rất là khó kiếm luôn á. Thậm chí bữa hôm anh An Hoàng ở bên Mỹ, ở bên Cali á, là ảnh nói là ảnh muốn chốt một cái 12 ly mà hàng VIP, mà hiện tại là bên 12 ly là bên Mỹ không còn cái vòng nào hết. Dạ không còn cái nào hết. Và hôm nay thì cũng có một người khách khác muốn cái 12 ly mà là hàng VIP. Thì Hương Nguyễn cũng phân tích như thế này. Hàng VIP thì nó cũng có rất nhiều loại. Vì là hàng VIP mà ví dụ 12 ly mà cái gam dầu nó thấp hơn, ví dụ cái gam dầu của nó chuẩn là 10 gam đi, mà cái gam dầu này là 8 gam thì cái giá nó sẽ khác. Gam dầu này 7 gam là nó sẽ khác. Mặc dù nó vẫn là hàng VIP, nhưng chắc chắn một điều là khi mà mình chốt ở trên live này và chốt tại Việt Nam thì cái giá nó đương nhiên là ở Mỹ nó sẽ nhỉnh hơn một chút cho quý vị nha. Và nếu mình mua tại Mo Phước Lộc Thọ, công ty Trầm Hương Nguyễn mở cửa tất cả các ngày trong tuần, đóng cửa vào ngày thứ hai từ 11 giờ trưa đến 6 giờ tối, thì mình mua đúng giá niêm yết, mình không có được bớt đồng nào hết. Khách nào mua trên 5-7 ngàn thì Hương Nguyễn mới tặng nhang trầm, bột trầm gì cho quý vị thôi. Còn mà khi mà mình chốt ở trên live này mình được tặng 100-200 tiền lọc cho nó vui. Còn nếu mình mua trực tiếp thì không có được bớt đồng nào hết nha quý vị nha. Vì là có nhiều người khách cũng hay cầm lên nói là tại sao thấy lên live thấy chị tặng hoài, mà tại sao em mua hoài mà chị không tặng. Dạ, tại vì thứ nhất lên live là Hương Nguyễn muốn ưu tiên cho những người khách hàng mà người ta chịu khó, người ta ngồi người ta coi live để người ta được chốt với cái giá quà tặng. Là một cái hai nữa là những khách mà ra tiệm thì người ta được cầm, được sờ, còn những người được ngửi mùi. Còn những người khách mua online, nhiều người là khách này giới thiệu khách kia, người ta vô người ta mua nên người ta không có được trải nghiệm, nên là được với cái giá quà tặng là như vậy. Nên là mình đừng có phân bì nha cả nhà mình nha. Và tặng thì Hương Nguyễn cũng không có ước định đâu, giống như là Hương Nguyễn cũng tùy hứng lắm. Có nhiều khách hàng mua cái 4-5 ngàn luôn mà Hương Nguyễn tặng có 50-60 đô à. Chứ không phải là mua mắc là Hương Nguyễn tặng nhiều đâu. Dạ, đó có nghĩa là Hương Nguyễn tặng với cái nguyên tắc là tặng là mang một chút lọc gì đó, một chút vui gì đó cho khách hàng. Chứ không phải là tặng là bớt nhiều thiệt nhiều, mua nhiều, mua 5-6 ngàn là bớt nhiều, mua 7-8 ngàn là bớt nhiều. Dạ không có. Có nhiều lúc họ mua cái chuỗi dưới 1 ngàn Hương Nguyễn cũng tặng 50-60, mà mua trên 2 ngàn Hương Nguyễn cũng tặng có 50-60 à. Dạ. Và đây là cái chuỗi hôm nay là không biết là cái em hồi nãy mới vừa gọi ở Úc á, không biết em có đang coi trên đây không.
À, thì cái chuỗi này á là nó nằm gần như hàng chung nha, chưa được hàng chung nhưng mà nó gần như hàng chung. Dạ, và mùi cũng rất là tốt nha, mùi rất là tốt. À, và cái giá của nó là giá Việt Nam đồng. À, giá Việt Nam đồng là 41 triệu Việt Nam đồng. Dạ, 41 triệu Việt Nam đồng nha. À, 41 triệu Việt Nam đồng, nhưng mà nếu mà em ở Úc á thì chị phải cộng tiền hỗ trợ tiền ship là 30 đô. À, còn nếu như mà tại vì bản thân chị là ship qua bên đó là phải tốn cả trăm đô á, nhưng mà lấy tiền hỗ trợ là 30 đô cho bên Úc với bên Pháp với lại bên bên Đức đồ đó. Đó là mấy bên đó là Hương Nguyễn lúc nào cũng lấy cộng cái hỗ trợ cái phí ship là 30 đô. À, giá Việt Nam đồng của nó là 41 triệu Việt Nam đồng, chằm núi rừng mọc tự nhiên hạt 6 ly nha. Chằm núi rừng mọc tự nhiên hạt 6 ly. Và tiền đô là 1782 đô. Dạ, 1782 đô cho cái chuỗi 108 này nha. 1782 đô cho cái chuỗi 108 này. Dạ, 1782 đô. Rồi, và bây giờ thì Hương Nguyễn sẽ nói. À, giờ Hương Nguyễn sẽ nói một cái, đây là một cái hàng VIP 12 ly. Chào sư phụ Nguyễn Khắc Trường. À, một cái hàng VIP 12 ly. Thì cái hàng VIP 12 ly này á, so với độ mùi và độ màu thì quý vị khỏi phải lo. Nếu mà khi mình nhận được cái vòng này, khi mình mua cái hàng này, không phải lo về mùi, về màu hay là gì hết. À, và những cái hàng VIP như thế này là mình mua, mình xài là để đời luôn. Có nghĩa là mình những cái hàng khác thì mình xài thời gian nó có thể bể hạt, vì là nó là gỗ mà đá nó còn bể không chi là gỗ. Nhưng mà riêng những cái hàng VIP này rất khó để bể. Người ta xài là giống như là để truyền đời luôn á. Giống như là người ta xài xong thời gian người ta cho lại con cháu của người ta xài được luôn á. Và cái giá trị của cái hàng VIP này càng ngày nó càng mắc nha quý vị nha. Tại càng ngày nó càng hiếm. À, còn nếu mà quý vị mà mua những cái sản phẩm bên ngoài á, mà cái hàng mà đen đen mà bóng bóng á, là mà mua mấy trăm đô á, hay là mấy chục đô, nó chỉ là hàng tóc giường, hàng gió giường, nó xử lý màu, nó nhuộm thôi nha quý vị nha. Còn chằm núi rừng mọc tự nhiên mà hàng zin 100% thì nó không hề rẻ, và cái giá trị của nó rất là cao luôn, rất là tốt luôn cho cái vòng hạt 12 ly này. Cái này là chằm núi rừng mọc tự nhiên nha. Bảo đảm một điều, khi quý vị nhận cái vòng này là không bao giờ thất vọng về cái sản phẩm, về cái độ màu hoặc là cái độ mùi hoặc là cái vân. Và cái hàng 7 ly này á, thì công ty Trầm Hương Nguyễn trước đây cũng có mấy chiếc, giá 7.600 cũng có, 7.800 cũng có, rồi 6.000+ cũng có. Nói chung là tùy theo cái gam dầu đó. Loại VIP này là không có thua bất cứ loại trầm nào hết, chỉ thua mỗi cái trầm chìm nước tự nhiên thôi nha, không thua bất cứ loại trầm nào hết. Nhưng thua cái trầm chìm nước tự nhiên là hàng dách lầu, chứ không phải thua cái trầm sánh chìm sánh ghép nha quý vị nha, chứ không phải là mấy cái hàng mà đang bán nhan nhãn ngoài thị trường bên ngoài là hàng phủ keo, hàng nhuộm màu, hàng vô keo đồ để cho nó nặng để nó chìm là khác nha. Còn hàng dách lầu để chìm là nó cực kỳ quý hiếm luôn, cực kỳ mắc luôn, gọi là super king đó quý vị, rất là mắc luôn. Thì cái này là 7 ly hạt 12 ly dành cho cổ tay cả nam lẫn nữ nha. Cổ tay nam mà cổ tay nhỏ là đeo cái này được, và cổ tay nữ mà cổ tay tròn thì vẫn đeo được cái hàng 12 ly này, rất đẹp luôn. Còn nếu như mà cổ tay nam mà cổ tay tròn hơn đó là phải đeo hạt 14 ly hoặc là 16 ly. Nhưng mà quý vị biết không, ví dụ như cái hàng VIP 7 ly này, 12 ly này, thì cái giá của nó là, ví dụ như cái giá của nó 6.000+, 7.000+ không, 8.000. Nhưng khi mà nó lên tới 14 ly là giá nó trên 10.000 đô, giá nó phải là 14-15.000 đô. Tại vì khi mà cái hàng VIP mà mình tiện cái hạt bự là cái phôi trầm nó phải rất là lớn. Cái phôi trầm nó rất là lớn thì mình mới tiện được những cái hạt bự, và nó hiếm khi mà được một cái vòng cùng một cái phôi trầm. Tại mình không thể nào mình lấy gâu này cắm càm bà kia được, cho nên là mình phải cùng một cái phôi trầm thì nó ra cái vân mới đúng, mới đẹp, và cái mùi nó mới đúng luôn. Rồi, cái hàng này là bao nhiêu? 165 triệu. Cái này là hàng VIP nha, chỉ thua mỗi cái chìm nước tự nhiên thôi. Giá của nó là 10 hạt 12 ly. Giá của nó là 165 triệu Việt Nam đồng. 1.000 mà cái này là 165 triệu Việt Nam đồng nha. 165 triệu Việt Nam đồng. Và tiền đô là 7.173 đô. 7.173 đô nha. 7.173 đô. Đó. Và hiện tại là ở Việt Nam cũng còn có một chiếc này duy nhất. Dạ. Yeah. Ở Việt Nam là đang có một chiếc này duy nhất, cho nên là Thanh Mang cộng gì đen vậy? Hả? Anh Phong hỏi là Thanh Mang cộng gì đen vậy? Cộng dây chuyền á anh. Đeo dây chuyền chứ không có đeo kỳ nam đâu. Dây chuyền. Hello Phong Lê.
Rồi like bữa nay nữa là like hôm nay nữa là đi bình đi Thủy Châu chơi nè Phong. Rồi và bây giờ thì là hai cái vòng nãy giờ là Hương Nguyễn nói nha, và cũng cảm ơn cả nhà mình bữa giờ cũng chốt like cho Thanh Nguyễn nè, ủng hộ tinh thần cho Thanh Nguyễn để Thanh Nguyễn làm nè Phong. Chứ chị hả, chị kêu nó lên hoài nó đâu chịu lên. Chị kêu nó lên hoài nó không chịu lên. Rồi bây giờ là Hương Nguyễn giới thiệu cả nhà mình cái nha. Ngọc. Ngọc ơi, đây là em gái của Hương Nguyễn nè, xong rồi tới chị Hai, xong rồi tới mẹ. Đây là Ngọc Nguyễn. Trời ơi, Ngọc Nguyễn là coi như là 80 năm kia mới xuất hiện nè. Chị nó về mà nó trốn đi làm show con quý vị. Chị nó về mà trốn đi làm show con mà, trốn đi làm show con mà 80 năm mới mới thấy mặt. Giờ là Hương Nguyễn sẽ giới thiệu năm gì ta? Ngũ Long công chúa. Ngũ Long công chúa nhưng mà có chị mẹ. Ngũ Long công chúa nhưng mà có chị mẹ. Rồi, giờ là bé Út vô trước nha. Bé Út vô trước. Đây, bé Út đứng sau nè, say hello cả nhà đi. Đây là Út, đây là Ngọc Nguyễn nha. Ngọc Nguyễn là Út của Hương Nguyễn, là Út trong nhà, nhà có 4 chị em gái nha. Đây là Út. Bé này là con nuôi. Mộng Tuyền này là con nuôi, cái này là em ruột. Thì cái này là bé Út, là thường thường rất nhiều người hỏi Hương Nguyễn là ai là người lo hình ảnh cho công ty sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn và những cái video. Thì đây tất cả là ekip của Ngọc Nguyễn làm về chụp hình sản phẩm nè, tất cả những sản phẩm và quay những cái video sản phẩm và edit những cái show mà Trầm Hương và âm nhạc và những cái show mà Hương Nguyễn làm ở Mỹ, toàn bộ edit hình ảnh, chỉnh hình và hình ảnh về sản phẩm công ty Trầm Hương Nguyễn là một tay ekip của Ngọc Nguyễn làm nha. Và cái nữa là Ngọc Nguyễn là có một cái studio ở Việt Nam, là em gái của Hương Nguyễn á, là có một cái studio chuyên về hình cưới và chuyên về hình studio cho nghệ sĩ và cũng chuyên về quay MV. Cái gì cũng làm hết, về nghệ thuật, cái gì cũng làm, tổ chức sự kiện luôn. Và em Ngọc Nguyễn là đã từng thực hiện những bộ ảnh cho giống như nam ca sĩ Đăng Nguyên. Đợt vừa rồi có về Việt Nam là bên ekip Ngọc Nguyễn đã thực hiện bộ ảnh cho nam ca sĩ Đăng Nguyên nè. Chị nghệ sĩ Ngọc Quyền nè. Anh ca sĩ Lâm Nhật Tiến nè. Rồi ca nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng nè. Rồi ca sĩ Tân Hy Khánh với lại Lưu Đăng Khoa nè. Rồi ca sĩ Vũ Quang Vinh nè. Rất là nhiều, có nghĩa là bên ekip của Ngọc Nguyễn là với lại là ca sĩ Mai Ra Trần. Mai Ra Trần rất là hit bây giờ luôn á, em ấy rất là hit luôn, em ấy còn nhỏ nhưng mà tài cao lắm quý vị. Và có nghĩa là bên ekip của Ngọc Nguyễn là thực hiện rất nhiều album hình ảnh cho nghệ sĩ và MV. Cả nhà mình nếu mà ai mà có cần về bộ ảnh đẹp, về bộ ảnh đẹp ha, thì liên hệ Ngọc Nguyễn nha, hay là liên hệ Hương Nguyễn thì Hương Nguyễn sẽ nói với em gái mình. Tại rất nhiều người ở bên Mỹ về thì cũng không có biết nơi nào mà chụp hình đồ tốt, thì hỏi Hương Nguyễn thì Hương Nguyễn chỉ qua ekip em gái mình. Và cái đặc biệt ở chỗ là em gái của Hương Nguyễn là làm stylist, làm mọi thứ luôn. Có nghĩa là mình chỉ cần đưa số đo thôi, mình cần chụp cái bộ ảnh đó là về cái mục đích sử dụng của mình, bộ ảnh đó là cái gì, thì em gái của Hương Nguyễn sẽ lên stylist hình ảnh quần áo cho quý vị. Và luôn cả những cái background để mà chụp hình như thế nào sao cho nó đẹp là toàn bộ là một tay Ngọc Nguyễn làm hết nha quý vị nha. Và tổ chức sự kiện luôn. Tất cả những cái sự kiện mà của thẩm mỹ viện Beauty Image ở bên Mỹ á, là Ngọc Nguyễn làm hết luôn quý vị. Về đây làm bao nhiêu sự kiện của anh Kevin là Ngọc Nguyễn làm hết luôn. Từ quay phim, chụp hình cho tới thảm đỏ nha, toàn bộ hết. Rồi, giới thiệu giùm mình chút xíu đi, rồi đi ra xong rồi tới người khác vô. Thôi chị không kêu chị Hai vô luôn đi. Là tất cả những cái hình ảnh bên công ty Trầm Hương Nguyễn gì? Sao bé Thanh em ru vậy hả? Ôi ơi, nó ngoài nó nói dữ lắm Phong ơi, nó đáp chị á. Mà nó vô đây nó ngồi nó cứ như vậy đó. Không, kệ nó, để cho nó vài tháng đi xong rồi nó đi, chị Hai vô luôn. Để cho nó vài tháng cho nó quen. Rồi chị Hai vô. Đây. Rồi mẹ vô luôn cho thấy rồi, đây là mẹ con. Đây là chị Hai của Hương Nguyễn nha, đây là chị cả. Chị cả rất là hiền, rất là thương mấy đứa em mà hơi khó tánh tí xíu. Đây là chị cả. Rồi mẹ vô. Rồi đây là mẹ. Đúng rồi, chị. Đây là mẹ của Hương Nguyễn nè. Không nói được gì luôn. Đây là mẹ của Hương Nguyễn nha. Đây. Chị Hương nói dữ quá, ai vậy Phong à?
Phong đây, đây. Tao nói thua đó. Mày Phong ơi. Rồi đây là 5 chị em nha. Đây là con nuôi là 6 người. Không không, bây giờ mấy Quyền nhích ra cái đi để rồi. Giới thiệu gia đình nha. Rồi, 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 rồi đó. Rồi đây. Đây. Đây là Hương Nguyễn là cả nhà biết rồi phải không? Còn người mà chuyên post hình ảnh quản lý cái trang fanpage của công ty Trầm Hương Nguyễn, YouTube Trầm Hương Nguyễn là đây, Thanh Nguyễn, em gái Hương Nguyễn nha. Giọng nói quen thuộc giống như nhiều người nói trời lướt lên cái trang fanpage á, nghe cái câu đó giết rồi giống như phục lòng, tối ngủ rồi mơ nghe luôn. giống như là niệm chú đúng vậy. Đúng rồi, đúng rồi, thằng chú á, nói em giống nói như thằng chú vậy. Thằng chú vậy. Đây là Thanh Nguyễn nha, là em kế của Hương Nguyễn nè. À, mà nhà Hương Nguyễn là đáng lẽ là 5 chị em gái nhưng mà mất hết một đứa kế là chị của bé Thanh, là tuổi dần là mất hết một em, cho nên là nhà là 5 chị em gái nhưng mà còn có 4 người thôi. Bây giờ là vẫn 5 gái nhưng mà là có một chị mẹ. Đó. Thì giờ đây, đây là Hương Nguyễn, đây là Thanh Nguyễn. À đây là thôi giới thiệu từ Úc lên đi nha, từ đúng Úc rồi. Lên. Đây không. Là Ngọc Nguyễn nha. Ngọc Nguyễn, Ngọc Nguyễn đây, Ngọc Nguyễn say hello đi. Lớn lên. Nói chuyện cái xíu à. Lớn lên. Chào mọi người. Rồi, em là Ngọc Nguyễn. Chào mọi người, em là Ngọc Nguyễn. Rồi, xong rồi tới đây. Xin chào mọi người, em là Thanh Nguyễn. Rồi, rồi tới đây, tới đây chị. Xin chào mọi người. Em là Hương Nguyễn nha. Rồi. Đây tới đây chị hai. Xin chào mọi người. Tên gì nói lớn lên. Phượng Nguyễn. Phượng Nguyễn. Rồi, đây là tới mẹ Cúc. Mẹ Cúc chứ thiệt. Chào mọi người. Cả nhà. Nhà rồi đây là Cúc Lê. Cúc Lê là các con. À, Cúc Lê là gì? Cúc Lê của các con là mẹ của các con, mẹ của các con. Đó. Đây là bà mẹ, bà mẹ mà mẹ Hương Nguyễn rất là trẻ, quý vị nhìn thấy không, là mẹ Hương Nguyễn là coi như là rất là nhiều năm rồi không có ăn diện, chứ hồi đó là đi ra đường là người ta nói là hai chị em không à, không có nói là mẹ đâu. Mẹ Hương Nguyễn là rất là trẻ luôn, tại vì ham vui sớm á quý vị, mới 17 tuổi là có chị hai rồi, cho nên là ham vui sớm nên rất là trẻ, đi đâu là ai cũng kêu thằng chị á, kêu thằng chị. Giống như anh Jackie Tài á, anh nhà thiết kế Jackie Tài mà về nhà Hương Nguyễn chơi ở Việt Nam á, là anh Jackie Tài kêu mẹ của Hương Nguyễn bằng chị mẹ không à, tại vì trẻ quá. Anh Phong Lê kêu mở máy lạnh lên mặt ai cũng bấm hết kìa. Bệnh nghề nghiệp phải không? Đúng rồi, Việt Nam nóng lắm chị. Đúng có mở máy lạnh mà, có mở máy lạnh nhưng mà rất là nóng luôn. Mở máy lạnh mà rất là nóng luôn. Yeah. Rồi chào 29.000 người. Chết rồi. Còn cái mặt của Phong chưa có mùa. Hèn chi Phong. Thấy kìa, hôm nay nó lên hoài luôn là để nó nhắc chị nhớ đó. Mở máy lạnh lên không? Chưa có hàng gì mà có lại mua rồi. Đi kiếm cái mặt. Kiếm cái mặt. Đi kiếm cái mặt cho Phong mà. Nó có màu xanh thôi, nó chưa có màu trắng. Không có màu trắng. Có màu trắng là em sẽ có màu xanh mua đại không Phong? Có màu xanh mua đại không? Có màu xanh mua đại thì chị mua. Còn thôi màu trắng đợi nha. Đợi. Rồi, đây là cả nhà của Hương Nguyễn nha. À, Thanh Ngọc Nguyễn nè, Thanh Nguyễn nè, Hương Nguyễn nè, Phượng Nguyễn nè. Rồi Lê Bạch Cúc. Còn Thọ Nguyễn là đang ăn cơm hơn sao? Thọ Nguyễn là ba của Hương Nguyễn mà ông đang ăn cơm hơn sao? Ba ơi. Ba. Ba ơi rảnh không lên đây cho con giới thiệu con gái ba ơi. Cho nhà mình luôn. Ba ơi. Ba. Trên lầu hả? Ăn xong hả? Thôi kệ không đi. Ba Hương Nguyễn lúc này ăn nhiều quá mập rồi. Mập quá làm biếng, không dậy sớm. Ai mới mở cửa vậy? Si vậy? Ông ngoại không ăn cơm ăn sao hả Si? Rồi không có thôi. Rồi, đợi được mà đeo đồ mũ làm tạm trước. Rồi, ok, Phong Lê có là em sẽ báo anh và gửi hình cho anh xem nha. Rồi, và bây giờ thì trời ơi coi trái bơn nè cả nhà mình, trái bơn nữa. Chút xíu nữa quay cái lỗ đi ra rồi. Trái bự luôn. Trái bơn này là của nhà bạn của Hương Nguyễn tặng nha, cho nha chứ không phải mua nha. Không, gì cái vậy? Này là của nhà anh rể. Nhà anh rể thì đó. Ừ. Thì nhà anh rể là nhà bơ nhà chồng nha cả nhà. Bơ nhà chồng rất là ngon luôn. Rất là ngon luôn. Rồi thấy ba người đứng hơn sao hầu tội nghiệp quá thôi. Cho giảng tu. bắt đứng không à, bắt đứng không à, không có ghế, tại đông quá ngồi ghế đâu được đâu. Trái bơ như trái gì ta? Trái bơ như trái xoài. Đúng rồi, nó to lắm anh. Ngon hả? Ủa 9 giờ luôn mà.
Ồ, rồi xe tới rồi. Xe tới rồi, bây giờ Thanh nói lại hai cái mẫu này để mình offline để xe tới chở mình đi kìa. Trời ơi. Biết là đi 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 Thủy Châu mà đi nguyên đại gia đình của Hương Nguyễn là phải xe 16 chỗ đi mới đủ. Tại đông lắm. Đông lắm quý vị. Nè, để Hương Nguyễn kể sơ sơ nha, kể sơ sơ trước khi lên cái này rồi chốt rồi up nha. Nguyên một đại gia đình của Hương Nguyễn đi nè, để Hương Nguyễn kể sơ sơ nha, là bốn chị em của Hương Nguyễn nè, mẹ Hương Nguyễn nè, ba Hương Nguyễn nè, là bao nhiêu người rồi? Bốn, mẹ là năm, ba là sáu, à, mộng dừa là bảy nè, rồi Pepsi con của Ngọc là tám nè, à, con của chị hai là chín nè, Ryan con của Hương Nguyễn là mười nè, xong rồi tới ai ta tới bà Tư là 11 nè, xong rồi tới chị Trâm vợ của ba nè là 12 nè, chị Trâm vợ của ba, rồi hai đứa con của chị Trâm vợ của ba nó nè là mười mấy, 14 nè, rồi thêm một thằng anh rể nó nè là 15 nè. Ôi chắc xe 16 chỗ chắc không đủ đâu, rồi nhiều quá. Ừ, bạn với Thanh nữa là 17 nè, 16 nè, 16 còn ai nữa ta nhiều quá. Mẹ tính rồi. Ôi ơi, xe 16 chỗ mà mình đi 17 người hả? 16 người á là 16 chỗ. Ủa, cô vàng tính rồi, tính rồi. Trời ơi, đi một chiếc xe mà 16 chỗ mà đi không đủ rồi, luôn đây. Rồi ơ cái hình về tới rồi. Đi về là nghe tiếng Thanh liền nha, anh chụp liền à. À, Thanh nói lại nha, chuỗi 108 hạt 6 ly, cái chuỗi này là trồng núi rừng mọc tự nhiên, hàng gần hàng chung nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 6 ly gần hàng chung, giá Việt Nam là 41 triệu, giá 41 triệu Việt Nam đồng, 41 triệu tiền Việt Nam đồng, và giá đô Mỹ là 1782 đô Mỹ nha cả nhà. Rồi đây. Và là cái đây là gần hàng chung, cái mùi thơm nha cả nhà, mùi gần hàng chung mình đeo mồ hôi dầu, đeo nó sẽ bóng và đẹp nha. Gì đại ca mình rồi. Trời ơi, trái cây quá trời luôn Phong ơi. Bơ nè, bơ đây. Chấm đường nè. Còn đây là vòng đeo tay dành cho nam, là vòng tay đeo tay dành cho nam 12 ly là vòng tay, hay là lại là hàng VIP nha cả nhà, loại VIP nha, loại VIP nha, là giá Việt Nam là 165 triệu tiền Việt Nam đồng, và tiền đô Mỹ là 7173 đô nha. Đây rồi, hàng vòng VIP 12 ly. Ừ. Và cái này là cái chuỗi này là giá của nó là bao nhiêu, giá tiền đô là bao nhiêu, bây giờ lấy cái vòng này tặng cuối cùng nè. 7173 đô. 7173 đô. Rồi Hương Nguyễn sẽ tặng 173 đô. Tặng 173 đô. Tặng 173 đô, còn chặn 7.000 nha. Rồi còn 7.000 nha cả nhà. Còn chặn 7.000 nha. Pepsi vô đây. Đây là cháu của Hương Nguyễn nè, là con của Ngọc Nguyễn nè. Trời ơi, hồi đó đẹp trai lắm, nhộm nhộm nhất. Pepsi C2 mọi người đi. Pepsi C2 đi. Mọi người đi. Lớn lên. Con chào cả nhà. Rồi, trời ơi, giới thiệu nguyên một gia phả này là chắc tới chiều luôn á. Chưa. Đây là vòng đeo tay 12 ly, là vòng VIP nha cả nhà. Là giá Việt Nam là 165 tiền Việt Nam đồng. Yeah. Còn tiền đô Mỹ là 7173 đô. 7173 đô. Ở trên cái like này là tặng cho một người cuối cùng, là một người cho người cuối cùng là 173 đô, là còn lại 7.000 chẳng nha cả nhà. Đúng rồi, còn lại 7.000 chẳng nha. Rồi và bây giờ up cái like này, cả nhà Hương Nguyễn sẽ đi Thủy Châu đi chơi nè. Chúc nó đi Thủy Châu là Hương Nguyễn sẽ like cái chỗ Thủy Châu cho cả nhà mình coi nha. Hương Nguyễn lần đầu tiên đi Thủy Châu luôn á, lần đầu tiên đi luôn á. Rồi bye bye cả nhà, và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Trời ơi, bơ ngon quá, chấm đường ăn đảo quá. Thôi về Mỹ không có ăn không, về Mỹ bơ cũng ngon.